Chắc các bạn thấy video này thì các bạn cũng đã hiểu là cái video chủ đề ngày hôm nay là Vũ sẽ so sánh giữa việc là phiên bản cũ Pro X1 Pro và phiên bản mới Pro X1 Pro Plus. Thì hai phiên bản này thì mình mong video của Vũ và những cái trải nghiệm của Vũ, những cái thời gian bán hàng về cái sản phẩm Pro, sự am hiểu của mình sẽ đưa đến cho tất cả những khách hàng những cái thông tin chính xác và bổ ích và những cái trải nghiệm của rất là nhiều khách hàng feedback cho Vũ. Cho các bạn một video để trước khi chúng ta cân nhắc và quyết định có nên nâng cấp con này hay không, hoặc là nên giữ con này, hoặc là những khách hàng mới nên chọn con này hay là chọn con nào. Và video này mình sẽ tập trung về việc so sánh. Về đầu tiên thì ngoại hình, mình sẽ tập trung nói về ngoại hình trước. Và cái video mình sẽ nói chuyện theo một góc độ các bạn đang là một khách hàng của Vũ ha. Thì đối với Vũ thì cái quan điểm của Vũ thì cái con Pro này và Pro này nhìn chung ở nếu chúng ta nhìn ở tham số trên mạng online thì chúng ta nghĩ là kích thước hai con này nó sẽ bằng nhau à, nhưng thực tế thì so về kích thước thì thực tế nó có một sai số, và con Pro X1 Pro Plus này có kích thước nhỏ và gọn hơn, và con Pro X1 Pro cũ có kích thước size to hơn một chút xíu. Và lý do tại sao nó nhỏ hơn, thứ nhất các bạn nhìn chung quanh thì các bạn có thể thấy được là cái phần những phần góc cạnh. Với phiên bản cũ thì góc cạnh nó khá là nhiều và khá là vuông góc, và đối với phiên bản mới thì nó sẽ được bo và nó mềm mại hơn và giúp cho cái loa nhìn nó mang tính chất công nghệ hơn. Và con này ở mức chơi kiểu như là nó dòng nó cổ điển và nó cứng cáp hơn. Nhưng mà thật ra các bạn nhìn ra đây luôn, cả Vũ cũng thấy các bạn là nếu mà nhìn theo mức độ mà cứng cáp á, thì thật ra cái phiên bản cũ các bạn nhìn nó vẫn cứng cáp hơn, nhưng mà nếu mà nhìn ở góc độ mà nhìn nó mà sang trọng và nhìn nó mềm mại, nhìn nó tinh tế hơn thì đương nhiên chắc chắn là các bạn cũng thấy là LED nó phải đẹp hơn chứ, nó là phiên bản sau mà, đúng không các bạn? Về mặt logo thì hàng những cái logo này nó đều giống nhau nha các bạn, tất cả đều có thể xây đấy, và đều có cái công năng là monitor, ví dụ như này đây, ở một góc độ đây rất là linh hoạt, ở đây cũng vậy đấy, ok giống nhau chưa các bạn, thấy không đấy? Ok, đây là hai con loa. Thì về mỗi góc độ thì nó đều giống nhau, và về cách bố trí cũng như là cách đặt nó cũng đều hoàn toàn giống nhau. Về chức năng, về ngoại hình, về thiết kế. Nhưng khi mà mình cầm trên tay thì cái việc mà do chắc có lẽ là do là bàn tay của Vũ nó có thể là nó nhỏ, thì khi mà mình nắm lên mình cảm giác con này nó nhẹ hơn. À, còn con này nó phần một chất rất là nặng các bạn ha. Đấy. Và cái tay cầm nó cũng cũng to hơn. Thì thật ra việc mà tay nắm này, về việc cái tay nắm này á, thì cũng tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. Thì Vũ thì do tay nhỏ mình sẽ thích cầm con này hơn, nó sẽ đỡ đau tay, thì việc tay này nó sẽ hơi bị cứng so với Vũ. Thì như vậy thì chị em phụ nữ có thể cầm tay này cũng sẽ rất rất là dễ dàng giống như là Vũ vậy. Ok. Rồi nói đến phần mặt lưới thì cái video mà giới thiệu Vũ cũng đã chia sẻ về phần mặt lưới, thì ở hai phần mặt lưới này thì Vũ có chia sẻ là về nước sơn và về nhìn ở góc độ của Vũ cảm nhận, và khi mà va chạm tác động vào thì cái mức cái combo X1 Pro mới nó cho mình cảm nhận ra được là cái độ dày cũng như là nước sơn, và cái những cái rắc, những cái phần kết nối của nó tốt hơn và hoàn thiện hơn. Đương nhiên Vũ cũng không thể so sánh một cái chính xác cho các bạn được cái phần này, tại vì con loa Pro cũ này của Vũ đã theo Vũ đã cũng được được 5 năm rồi, tương đối là già rồi các bạn. Đấy, tương đối là già rồi. Đấy. Đấy thì nhưng mà rõ ràng nhìn là phần lưới ở đây nó sẽ có một độ hoàn thiện luôn, cả cái phần bo bo góc này các bạn nhìn nó rất là hoàn thiện, rất là liền lạc so với phần nhựa phía trên, rất là liền và rất là cứng. Và những cái phần này á, những phần cứng dập nổi thế này á, thì thật ra nó sẽ giúp cho cái con này nó có cái độ chịu lực tốt hơn các bạn. Đó, các bạn thấy không đấy, các bạn nghe thấy không bạn? Thì đấy, thì Vũ đây là một phần khác biệt. Cái thứ hai là về phần nhựa. Thì phần nhựa thì hai con này á, thì hầu như là đều sử dụng một chất liệu nhựa như nhau. Đấy. Và cái nữa là về vấn đề mà sử dụng và thời gian sử dụng là nó giống nhau, là vấn đề pin. Pin thì theo thông số nhà hãng thì tất cả về dung lượng pin cho đến thời gian sử dụng thì hai con này hoàn toàn giống nhau, không có sự khác nhau. Nó sẽ khác một số điểm mà rất là quan trọng, và nó tùy theo cái trải nghiệm cũng như là cái người dùng nữa. Thì đó là cái điểm khác nhau, đó chính là tính năng. Rồi, Vũ sẽ cho các bạn xem hai cái tính năng của này. Tất cả
Hai con này đều sở hữu cho mình là 2-3 line input đầu vào, nhưng mà thực chất chúng ta chỉ sử dụng được là 2 line input dành cho nhạc cụ và macro, và 1 line input là dành cho nền nhạc như là 3.5. Đấy. Và sự khác nhau lớn nhất mà các bạn thấy ở ngoài mặt tiền đó chính là giao diện thiết kế phần mixer. Cái thứ hai là những một số bổ sung thêm vài ngõ kết nối. Nếu mà các bạn là một người dùng mà bình thường mà chúng ta chưa sử dụng Boss 1 bao giờ thì chúng ta nói là có thể là suy nghĩ nó là nó không cần thiết. Nhưng nếu là một người sử dụng lâu năm và sử dụng thường xuyên và nhiều thì có một cái điểm rất quan trọng, đó chính là con phiên bản Boss 1 Roulette này bổ sung cho chúng ta hai ngõ sạc output, đó là USB và Type-C. Và hai ngõ này cực kỳ quan trọng mà Boss 1 phiên bản cũ nó không có. Là vì khi mà chúng ta sử dụng đối với những dòng micro di động thì nó sẽ luôn có một cái cục receiver sử dụng pin, và thường là những phiên bản trước những khách hàng mà mua chúng ta cũng đã thấy là chúng ta phải bỏ thêm một cục sạc dự phòng vào ở bên học trên này, và chúng ta cắm dây và lòng thòng xuống đây để cho nó có thể sạc pin qua những lúc mà nó hết pin, tại vì những cái pin di động thì nó xài khoảng được 2 tiếng đến 3 tiếng thôi là nó hết rồi các bạn ha, thì nó không còn đủ nữa và chúng ta phải cắm sạc và chúng ta cắm lại. Thì ở đây á, cái ngõ này nó sẽ giúp cho mình rất là tiện. Đấy, hai ngõ này thật ra là hai cái điểm sự khác nhau, bên này nó sẽ không có, nhìn nó rất là đơn giản chỉ thêm hai ngõ này, nhưng mà nó lấy nguồn điện pin từ con này ra thì nó sẽ rất là tiện cho mọi người di chuyển và sạc, và nó không có bị quá nhiều thiết bị như là đem theo ổ cắm, cầm theo cục sạc dự phòng. Nó đơn giản nhưng mà nó là một cái rất là bất tiện và rất là khó chịu trong quá trình mà mọi người sử dụng. Vũ chắc chắn điều đó, đó là một sự khác nhau. Đây. Rồi, và một cái sự khác nhau nữa cũng như là phiên bản mới và phiên bản cũ, là phiên bản mới nó cho chúng ta thêm hai cái phụ kiện. Các bạn lưu ý với Vũ cái chỗ này là cái phụ kiện mà nó cho mình đi kèm á, là chỉ để cho mình mua thêm thôi nha. Khi mà mua sản phẩm mới, mọi người lưu ý, rất là nhiều khách hàng hiểu lầm gọi cho Vũ là mua mới nó sẽ kèm, đó là hai cái cục trim, cục wireless. Thì đối với nhà hãng họ cho chúng ta hai option. Một là chúng ta chỉ mua được một và chúng ta chỉ chứa đựng được một thôi các bạn ha. Thì nó sẽ có một con đực và một con cá gì cho dễ hiểu, nó gồm một đầu nhận và một đầu thu. Đó. Và chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai, là một là chúng ta sẽ chọn là cục không dây của micro là ngõ Canon. Hai là chúng ta sẽ chọn là ngõ 6 ly để dành cho nhạc cụ, guitar hay là một số nhạc cụ khác để chúng ta có thể stream qua không dây. Đó là một cái bộ tín hiệu không dây. Bộ tín hiệu không dây thì Vũ đã chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà phiên bản nó mắc thì Pô nó sản xuất ra luôn các bạn ha. Và cái bộ không dây này nó ấn tượng cái điểm chính là Vũ rất là thích, chính là nó cho chúng ta hai cái lỗ này. Sau khi mà chúng ta không dùng và chúng ta cắm vào đây thì hai cái lỗ này nó sẽ sạc cho cái bộ phụ kiện đó, thì nó rất là hay. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta bỏ cái bộ đó vào đây thì chúng ta che nó lại thì hầu như là rất là gọn gàng mà chúng ta không cần phải bỏ túi ngoài những thiết bị khác, mà nó vừa bao gồm sạc luôn và rất là nhỏ gọn. Đấy, đấy là sự những cái sự khác biệt mà giữa con mới và con cũ. Còn đối với con kia, bạn cũng có thể mua được cái bộ không dây đó sử dụng áp dụng cho con cũ vẫn được luôn nha các bạn, nhưng chúng ta sẽ không có được cái bộ sạc và được bộ dấu bộ túi, nhưng mà một nơi đựng của nó giống như combo phiên bản S1 Roulette. Ban đầu Vũ có nghĩ cái này là hai cái lỗ thông hơi không đấy các bạn. Ok, và thật ra nó đang bị chiếm diện tích ở bên trong này. Như Vũ đã chia sẻ về ở góc độ âm thanh thì khi mà khoảng không càng rộng thì nó sẽ cho ta những tần số càng thấp và càng trầm. Thì ở đây khi mà hãng thiết kế combo S1 Roulette như vậy và họ đã đánh đổi là họ bỏ những phụ kiện như vậy tiện ích các bạn. Và lý do mà tại sao âm bay nó yếu đi là cũng một phần vỏ nữa các bạn. Cái phần vỏ của con này nó đã bị chiếm diện tích các bạn, vì ở bên trong là nó có nguyên một bộ sạc, còn bên trong này nó sẽ rất là trống hoàn toàn. Đấy các bạn, thì bên đây nó phải bị ấn sâu vào nữa nên là nguyên một cái bộ này, nên là khoảng không ở bên trong cái thùng loa nó bị ít lại và nó hẹp lại, nên nó sẽ không tải thiện và coi như tái tạo được cái phần âm bay nó tốt hơn và nó tròn tiếng hơn. Nói đến cái phần mềm đi, phần mềm con này phiên bản cũ chúng ta chỉ kết nối được cái phần mà Apple Music để chúng ta có thể kết nối không dây với lại và để stream qua Bluetooth hai kênh stereo. Nhưng đối với phiên bản mới, nó được cải tiến tích hợp GSP và thêm công nghệ, chúng ta có thể sử dụng nó bằng Apple L1 Mix đó các bạn, tức là nó đang sử dụng chung với lại Apple L1
RAW 8 và RAW 16, tức là cùng firmware, cùng phần mềm, cùng series, nên nó mới gọi là BOS 1 RAWless. Về driver nó cũng sẽ chỉ đưa qua thôi. Nhưng mà các bạn hỏi có khác nhau không? Thật sự khi mà nó nâng cấp như vậy, khi mà nó bố cục như vậy, như Vũ đã từng chia sẻ các bạn, khi cái thùng đã thay đổi thì âm thanh nó cũng sẽ thay đổi cho các bạn. Lưu ý chỗ đó các bạn ha. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến phần âm thanh luôn. Thì với cái bộ L1 Mid này, khi mà chúng ta có ứng dụng nó vào, thì về lợi thế của nó, các bạn có xem cái bộ L1 RAW 8, thì cái bộ ứng dụng của bộ L1 Mid là nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một hệ thống mixer để điều khiển cho con BOS 1 RAW này. Đối với con này thì sẽ không có phiên bản cũ, nhưng mà đối với con mới các bạn sẽ có thêm một bộ mixer. Chúng ta có thể chọn như là guitar nè, chọn micro nè, và thậm chí những cái reset, cái đó là những cái tiền không các bạn. Tiền nó nằm ở trong những cái bộ reset của hãng đưa ra, là bộ reset của micro Shure nè, Sennheiser nè, guitar nè, piano, violon, rất là nhiều thứ. Vì nó sẽ giúp cho các bạn khi mà chúng ta muốn trình diễn, muốn đi đâu, chúng ta không có kỹ thuật âm thanh, thì cái bộ reset đó chúng ta chỉ cần lấy nó ra và chúng ta chọn nó và chọn đúng cái line của nó. Như vậy là chúng ta có thể chơi được một cái âm thanh chuyên nghiệp và được nhà hãng setup sẵn. Thì đó chính là cái phần tiền đó các bạn. Giống như Vũ đã từng nói các bạn, tiền nó nằm ở trong cái con mà Electro Void Evolve 8, thì tiền nó nằm trong cái bộ mixer rất là nhiều, vì cái đó là cái phần tốn tiền nhất. Đã. Còn loa thì các bạn có thể so sánh. Rồi, như vậy là các bạn có thể thấy là Vũ nói thêm về cái phần mà mixer, là tức là cái nôm na các bạn thấy sự khác nhau điểm là cái con này nó không có mixer, và con này thì nó sẽ có mixer. Nó rất là đơn giản. Về góc độ Bluetooth nó cũng giống nhau, về dung lượng pin xài 11 tiếng cũng giống nhau. Đấy. Nhưng một điểm khác nhau là khi mà chúng ta sử dụng hai điểm bô mới và bô cũ, thì khi mà bô mới này với một dung lượng pin, cùng một dung lượng pin, cùng với một dung lượng như vậy, thì các bạn có thêm những tính năng này, thì chúng ta giống như là làm toán thôi, thì auto chúng ta sẽ biết được và hiểu được một vấn đề, là khi chúng ta vừa sạc cho cái này, vừa sử dụng nhỏ này sạc, thì đồng nghĩa với việc là thời gian sử dụng các bạn, ví dụ thay vì là 11 tiếng nhưng mà chúng ta sử dụng sạc con này và sạc luôn cả con này, thì chúng ta phải trừ đi khoảng 1 tiếng. Vũ làm toán phỏng, mô phỏng cho bạn ha, trừ đi 1 tiếng đến 2 tiếng, thì như vậy là con này chúng ta sẽ sử dụng thời gian đến khoảng tầm 9 tiếng xài xuyên suốt, và con này vẫn giữ được là 11 tiếng xài xuyên suốt, vì nó không có những thiết bị ngoại vi và nó không có những thiết bị để sạc hoặc là ăn cắp cái nguồn điện của cái con này, cục pin đó. Thì đó các bạn, đó là một điều rất là cơ bản mà có thể là rất là nhiều bạn không nhận ra vì điều đó, vì nó đang xài mà, xài đương nhiên phải mất chứ. Đó, thì Vũ chia sẻ những cái tất tần tật, những cái trải nghiệm của mình luôn. Đó, thì các bạn sẽ dễ nhìn ra và hiểu cái sản phẩm mà trước khi mình bỏ tiền ra mình mua và mình cân nhắc và xứng đáng đồng tiền của mình. Thêm một phần đó là cái con mixer này. Các bạn về phần này các bạn thấy không? Nó khác nhau là về thiết kế. Cái form này thật ra nhìn vào các bạn thấy không? Nó rất chi là công nghệ và mặt này nó rất là đẹp các bạn. Còn mặt này nó mang tính chất là dòng chuyên nghiệp ngày xưa, dòng BA, những cái ampli, những cái power, cái main power phía sau. Con này nó tối ưu hơn về thiết kế và nó đưa cả cái màn hình LED. Đó, thì cái phần đèn nó lên nó rất là đẹp, nhìn nó rất professional. Còn con này nôm na là analog thì nó mọi thứ là bằng cơ hết, luôn cả chỉnh reverb. Thì cái bộ này thì nó không lạ lắm gì. Thì đối với khách hàng mà chưa sử dụng bộ L1, R8 hay 16 phiên bản L1 series thì chúng ta sẽ không hiểu nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có xài nó rồi thì cái bộ đó sẽ được đưa vào đây và nó sẽ giúp cho mọi người thao tác chỉ một nút duy nhất thôi. Nhấn chỉnh bass, treble, reverb, volume, đơn giản. Thì chúng ta nhấn một nhịp thì nó sẽ giống như một chiếc xe máy chuyển qua số vòng và chúng ta tăng giảm rất là đơn giản. Một thao tác rất là đơn giản và nhìn nó rất là hoàn thiện. Đây là cái combo cũ của Vũ và Vũ đã được 5 năm di chuyển rất là nhiều. Thì sau khi một thời gian xài nó sẽ rất là nhiều trường hợp rơi những cái nút này cứng, thì hãng thiết kế con này ra nó hoàn toàn được dạt hết để hạn chế đưa ra rất là nhiều. Luôn cả cái phần G này các bạn, họ cũng đưa nó làm dày hơn để tránh, tức là mặt của nó đây phẳng thế này, nó không bị cà những chúng này thì nó sẽ rất là dễ chạy. Phần này cũng vậy các bạn, nhìn nó không hề thẳng các bạn. Cái này nó vẫn cao hơn so với cái này, nên khi mà các bạn có, dù các bạn đặt thế này đi nữa, lỡ vô tình đi, nó vẫn không chạy cái nút nha các bạn. Đấy. Đó là những sự mà mình soi. Còn đối với con này là các bạn sẽ bị cấn nha. Đấy. Nếu mà chúng ta để thế này sẽ bị cấn cái nút đó, và như vậy chúng ta di chuyển thì sẽ hư nút. Nhưng mà con này nó sâu hơn. Khi mà mình đã soi một sản phẩm thì mình sẽ soi từng cái cách mà mình sử dụng và những cái
sản phẩm cho bạn, bạn sẽ thể hiểu hơn. Cái video có thể hơi dài nhưng mà nó sẽ giúp cho tất cả người xem YouTube của kênh Thiên Vũ sẽ có nhiều thông tin chi tiết nhất và hay nhất. Bây giờ mình sẽ nói sâu về vấn đề góc độ kỹ thuật về âm thanh. Thì ở bên trong hai con này là cái phần analog, nó chỉ cho chúng ta ngõ out thôi. Video trước vừa đã từng chia sẻ. Nhưng đối với con này chúng ta nó khi mà chúng ta nhấn giữ 3 giây nút host thì chúng ta sẽ có được một bộ setup đầy đủ và chi tiết hơn. Đặc biệt nhất là cái phần sub EQ. Cái sub EQ nó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nó quan trọng ở cái điểm á là cái sub EQ khi mà ví dụ các bạn muốn sử dụng hai con vô này và các bạn muốn đánh với một con subwoofer thì nếu mà bình thường thì các bạn đánh như vậy. Thì đối với con loa mà phiên bản này chúng ta không có vang số, không có mixer, con khác thì chúng ta cắm dây trực tiếp qua thì con loa này nó chỉ đánh phần bass, nó đánh luôn cả phần bay. Thì như vậy khi mà chúng ta đánh ở cường độ lớn, đánh ở FBL cao thì con này nó sẽ bị over cái phần bass và luôn cả phần mid nó sẽ bị rung động và nó sẽ không hay, không được đẹp nữa. Tại vì nó đã bị ảnh hưởng lan qua luôn cả phần mid. Còn đối với phần EQ này nên mà nó sẽ có một tính năng là sub EQ thì nó tích hợp trong đây một con DSP và nó sẽ loại bỏ phần âm bay và nó chỉ chừa lại cái phần mid và phần high thôi. Như vậy nó sẽ giúp cho các bạn đánh ở được cường độ lớn hơn, con loa này sẽ đánh được lớn hơn và thứ hai nữa là cái phần mid và phần high nó sẽ rất là đẹp khi đánh ở cường độ lớn và nó không bị over, nó không bị méo, rất là hay đó các bạn. Nếu chúng ta sử dụng hai con này thì với một con sub thì Vũ sẽ chỉ các bạn là đơn giản chúng ta chỉ cần bật on sub EQ hai con lên và out ra một con subwoofer. Như vậy là các bạn đã có một bộ karaoke có subwoofer và FBL đảm bảo là cực kỳ lớn cho một không gian nhỏ, căn hộ vô tư và thoải mái và có thương hiệu luôn. Đấy. Nói chung nó còn rất là nhiều các bạn. Nếu mà nói về sâu về tính năng, về mặt công nghệ, nhìn ở góc độ âm thanh thì nó sẽ có một điểm khác nhau khá là nhiều. Rồi, còn về chất âm. Bây giờ là phần mình sẽ nói về cái chất âm cho các bạn ha. Vũ đã test con này bằng cách một bài hát, một âm lượng, tất cả mọi thứ đều normal hết, hoàn toàn 100% nha các bạn. Normal hết 100%. Thì sự khác nhau và mình sử dụng qua app, chuyển rất là nhanh các bạn. Mình sử dụng qua app á, thì mình sẽ hẹn các bạn cái video lần sau để mình sẽ quay cái clip đó để cách so sánh bật tắt mở hai con liên tục để cho các bạn coi sự khác nhau về chất âm. Video này mình chỉ nói về phân tích thôi. Thì sau khi mà mình test, mình chuyển đổi bài hát như vậy cùng một bài, cùng âm lượng và cùng một cái EQ, bass, mid, shape giống nhau hoàn toàn 100%. Thì đối với combo phiên bản cũ này có phần âm bay tốt hơn, dày hơn. Bù ngược lại cái phiên bản mới này có phần mid và phần high khỏe hơn, thoát hơn và nhẹ nhàng hơn các bạn. Tức là đánh rất là sáng, đánh rất là lớn và nhưng ngược lại nó bị mất đi phần âm bay so với phần phiên bản cũ. Phiên âm cũ thì phần âm bay nó tốt hơn. Nhưng mà một số bạn thì có một cái gu nếu âm bay tốt thì bù ngược lại là tiếng mid chúng ta sẽ bị mờ. Còn đối con này thì âm bay nó bị giảm mà tiếng mid nó sẽ được sáng hơn. Và cái loa, cái driver, cái phần mid và high nó rất là thoát. Chúng ta nghe nhạc bro nó sẽ tối ưu về mặt guitar, nó sẽ tối ưu về mặt hát acoustic. Nhưng về mặt nghe nhạc IDM phiên bản mới này sẽ bị giảm một phần âm bay và nó là một điểm yếu của bạn của phiên bản mới. Và phiên bản cũ nó sẽ nghe về phần IDM hay những nhạc sôi động nó sẽ tốt hơn so với phiên bản mới này. Đó là sự khác nhau. Các bạn không tin thì các bạn có thể test, bạn có thể đến showroom Thiên Vũ cùng một bài chúng ta mở lên để mặc định với nhau thì các bạn sẽ tin video Vũ chia sẻ rất là công bằng và rất là công tâm cho tất cả mọi người. Không khen con nào, không chê con nào, mình chỉ là đưa ra thông tin và bán những sản phẩm tốt nhất và lựa những sản phẩm ngon ok nhất và review cho nó chuẩn nhất để khách hàng có thể mua. Ok, như vậy là cái video này Vũ tương đối là review khá chi tiết về cái con này cho các bạn rồi. Thì nhìn tổng quan của hai combo phiên bản mới này, đây là một chốt lại thì con phiên bản này có về được mặt công nghệ, có về mặt được tiện ích là những bộ sạc dành cho những thiết bị ngoại vi, rồi có một hệ thống mixer và có những khả năng là kết nối thiết bị ngoại vi tốt hơn so với lại phiên bản cũ. Còn về mặt chất âm thì con này có phần mid và phần high tốt hơn và thoát hơn, chơi guitar những dải sáng cao hơn, nhưng mà điểm yếu về phần âm bay. Với phiên bản cũ thì các bạn đã trải nghiệm rồi thì mình sẽ không nói lại, đó là sự khác nhau, còn con này âm bay sẽ tốt hơn. Ok, như vậy theo bạn thì
bạn sẽ chọn con la nào cho mình, thì các bạn hãy cùng Thiên Vũ trao đổi và chúng ta để lại comment bên dưới và cùng chia sẻ. Còn loa thì Thiên Vũ luôn luôn lúc nào cũng có sẵn tại showroom, hai con cũ và mới, các khách hàng có thể đến trải nghiệm và test. Nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích các bạn thì đừng quên like và share. Vũ sẽ làm những video chi tiết và cực chi tiết và nó thân thiện như vậy nhất để cho mọi người cùng xem và hữu ích cho các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.